Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Nguồn Quy Chính Truyện. Tập 163. Chương 1621, giải quyết việc công. Lý Trường Thọ đối với những chuyện này đều làm như không thấy, yên lặng phát triển thế lực vây cánh của chính mình. Chỉ có ở bên trên một ít vấn đề mấu chốt mới có thể mở miệng ảnh hưởng phán đoán của nhân hoàng một chút. Làm quyền thần bình thường tại thiên đình, Lý Trường Thọ có đầy đủ kinh nghiệm làm việc. Ở trong vương triều phàm tục, hắn lựa chọn ẩn mình trong âm thầm và tránh lộ diện. Kiến công lập nghiệp tại phàm tục gì đó, có chút không thú vị. Xử lý thế lực ác trong ân thành, miễn cưỡng còn có thể nhắc lên một chút hào hứng. Xiển giáo trải qua sự thất bại tỷ can thất khiếu linh lung tâm, tựa hồ đã thật sự nghe đề nghị của Lý Trường Thọ, làm nhiều không bằng không làm, mấy vị đệ tử đời ba kia thậm chí đều rút lui đi. Một phương tiệt giáo, bởi vì Văn Trọng lăn lộn tại Đại Ân Thành không tệ, đối với Văn Trọng cũng là ký thác kỳ vọng, mặt ngoài cũng không làm thêm chuyện khác. Trên thực tế, hai giáo đều đang âm thầm điều tra chư quốc chư hầu cường đại các nơi, xem nhà nào có thể thay thế Thương Quốc. Nhưng nhìn trái nhìn phải, đều khó mà phân biệt được. Lúc này Chu Quốc mặc dù quốc lực đã phát triển nhiều năm, nhưng vừa mới trải qua một trận tai ách, quốc lực suy yếu trên diện rộng, lại cúi đầu xưng thần đối với Thương Quốc, không dám phản kháng. Cơ Quý Lệ, cũng chính là phụ thân của Cơ Xương, chăm lo quản lý, khuếch trương bản đồ Chu Quốc ra bên ngoài, chinh phạt chúng bộ lạc nhỏ. Được Thương Quân đời trước tán thưởng, cấp cho Cơ Quý Lệ danh hiệu vinh dự trưởng chư hầu phương Tây, cũng ban cho được chết. Ân oán giữa Chu và Thương kỳ thật đã chôn xuống tại đây. Chu Quốc lúc này chính là rắn mất đầu, không có mệnh lệnh của Thương Quân, Cơ Xương không dám kế vị. Thương Quân cố tình trì hoãn, rõ ràng là muốn trấn áp mối nguy hiểm tiềm ẩn Chu Quốc này. Đối lập với Chu Quốc, Sùng Hầu nhất tộc ở phía Bắc thịnh vượng hơn, Khương tộc phía Đông nội tình thâm hậu, binh hùng tướng mạnh, Ngạc Hậu phía Nam diện tích lãnh thổ bao la, danh vọng khá cao. Ba nhà khác, xác thực có khả năng thay thế Thương Quốc hơn. Chuyện này khiến cho Xiển Tiệt Nhị Giáo có chút nghi hoặc, chỉ có thể đặt cược nhiều mặt, không ngừng đặt các quân cờ vào nhiều vị trí khác nhau. Phong thần sát kiếp mặc dù còn có thời kỳ giảm sóc vài chục năm, nhưng lúc này đã là sóng ngầm mãnh liệt, bầu không khí có chút khẩn trương. Lý Trường Thọ lại tại lúc này, thay đổi ánh mắt, nhìn về phía đối thủ cũ của chính mình. Bàn cờ Nam Châu này, có thiên đạo duy trì ổn định, bị các thánh nhân nhìn chằm chằm, bình thường sẽ không ra loạn gì. Mà hắn nhất định phải thừa dịp lực chú ý của thánh nhân đều rơi vào Nam Châu, hoàn thành những bố trí khác của mình. Ví dụ như, vào lúc Lý Tĩnh gặp gỡ cùng với Ân Thị, âm thầm ném một trái tim lửa đốt. Ví dụ như, đi địa phủ đi bộ một chút, tìm một chút tiền kiếp của Kim Cha. Lại ví dụ như, tùy tiện phát hịch văn, tại thiên đình, truy sát một chút hư bồ đề trốn ở 3.000 thế giới. Bản thể Lý Trường Thọ tự thân xuất mã, Bạch Trạch phụ trách chủ tính tính kế chung, Kim Bằng phụ trách bao vây chặn đánh, không qua mấy ngày, liền ngăn hư bồ đề ở khu vực biên giới 3.000 thế giới. Kim Bằng muốn trực tiếp đánh giết, lại bị Bạch Trạch âm thầm ngăn cản. Lý Trường Thọ cố ý để lộ sơ hở, để hư bồ đề có cơ hội lách mình trốn về hướng ranh giới thiên địa. Nhưng mà, vào lúc hư bồ đề sắp xông ra biên duyên hồng hoang, hư không rơi xuống một mảnh màn lôi, phong bế hết thảy sinh lộ của hư bồ đề. Quy củ hồng hoang, nếu như sinh linh cố ý trốn vào hỗn độn hải để tránh kiếp nạn, liền sẽ bị thiên đạo xóa đi lai lịch, coi như tiên này đã chết. Sinh linh như vậy lại trở về hồng hoang, giống như một số bóng đen từng xuất hiện ở Tu La cổ thành huyết hải kia, biến thành ma, bị thiên đạo bài xích, ở trên hình thức đã tính vẫn lạc. Lý Trường Thọ ra ngoài mấy lần đều xem như giải quyết việc công. Ngoài ra, quyền giải thích điều khoản này cuối cùng thuộc về thiên đạo. Thân hình hư bồ đề có chút chật vật dừng ở phía trước màn lôi, cúi đầu phun ra một ngụm máu, quay đầu nhìn chằm chằm quyền thần thiên đình đang chắp tay sau lưng đi tới. Trốn đi, hư bồ đề. Lý Trường Thọ híp mắt cười, giao ra đinh đầu thất tiến thư, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hở, sao lại có cảm giác quen thuộc của nhân vật phản diện? Hừ, bần đạo không biết đinh đầu thất tiến thư cái gì. Phương Tây chúng ta đã tổn thất nặng nề, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Ta đã nói rồi,
ngày hôm nay là vì ân oán cá nhân, không cần liên lụy đại giáo tranh phong. Lý Trường Thọ mở tay trái ra, lục thần thương bay tới từ trong tay Kim Bằng, bị Lý Trường Thọ nắm chặt. Chương 1622, quên. Hư Bồ Đề cắn răng một cái, trong mắt tràn đầy ghen ghét, quay người xông qua màn lôi kia, xông vào bên trong hỗn độn hải, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ chau mày, Kim Bằng đã là đuổi theo, hắn và Bạch Trạch theo sát phía sau. Trên thực tế, Lý Trường Thọ hơi nhẹ nhàng thở ra dưới đáy lòng. Nước cờ Hư Bồ Đề này cuối cùng cũng hạ xuống. Nội dung tập trước, Lý Trường Thọ tranh thủ lúc rảnh rỗi, phát hịch văn tại thiên đình. Mượn lực lượng thiên đạo khóa chặt hành tung Hư Bồ Đề, sau đó mang Bạch Trạch, Kim Bằng vây chặt tứ phía, bức Hư Bồ Đề tiến vào hỗn độn hải. Hư Bồ Đề này tại thời điểm bị đệ tử Tây Phương Giáo phát hiện ra, toàn thân viết đầy chữ chính, khục, chữ thảm. Đó là ở bên ngoài đại trận Linh Sơn. Hư Bồ Đề mặc một thân đạo bào rách dưới, quanh người tràn đầy vết máu, thần trí mê man, quanh người còn có từng tia huyết khí vờn quanh, cũng không biết vận dụng thần thông bảo mệnh nào. Gã tựa như trải qua một trận đại chiến, may mắn thông qua thủ đoạn bảo mệnh, độn trở về Hồng Hoang. Có lẽ là nhân, Hư Bồ Đề không, có thoát ly phạm vi thiên đạo quá xa. Lại có lẽ là bởi vì thánh nhân Tây Phương Giáo âm thầm ra tay, thiên đạo cũng không bài xích Hư Bồ Đề. Đại trận Linh Sơn mở ra, Hư Bồ Đề bị một bàn tay to bắt bỏ vào bên trong Linh Sơn, cảm giác của Lý Trường Thọ đối với Hư Bồ Đề cũng bị cắt đứt theo đó. Tiếp dẫn thánh nhân tự mình ra tay. Cùng lúc đó, tại khu vực biên giới 3.000 thế giới, trên lưng Kim Bằng, Lý Trường Thọ cúi đầu trầm ngâm một hồi, Bạch Trạch hóa thành tiểu thụy thú cao 3 thước bên cạnh, chân sau khuỵu xuống, vuốt ve râu dê của mình bằng móng dê. Lý Trường Thọ cười nói, Bạch tiên sinh vì sao không biến thành người? À, quên quên. Bạch Trạch cười đáp ứng một tiếng, cùng với đạo đạo tiên quang, hóa thành bộ dáng văn sĩ ria mép, xếp bằng ở bên người Lý Trường Thọ. Kim Bằng bay vững vàng hơn một chút, miệng chim nứt ra chút ý cười, địa vị tọa kỵ thứ hai nhân giáo của gã, tính là không thể lay động. Ách, làm sao có cảm giác, không có thoải mái như mình tưởng. Bạch Trạch nhìn một chút phương hướng hỗn độn hải, đỡ dâu trầm ngâm vài tiếng, hỏi, trước đây vì sao không tuyệt sát Hư Bồ Đề kia? Đinh đầu thất tiến thư, Lý Trường Thọ thở dài, ta từ đầu đến cuối lo lắng, tên gia hỏa này đặt đinh đầu thất tiến thư ở những vị trí khác. Cho nên muốn đẩy gã vào tuyệt cảnh, không nghĩ tới, chung quy là bị gã may mắn chạy trốn. Bạch Trạch lập tức cười đến híp cả mắt, ừ một tiếng đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ sắc mặt như thường, hơi chớp mắt đối với Bạch Trạch. Thế là, hai kẻ chơi chiến thuật cười khẽ một hồi. Bạch Trạch tất nhiên là đã rõ ràng, Lý Trường Thọ truy sát Hư Bồ Đề, lại cố ý thả Hư Bồ Đề đi, nhất định là có một tầng tính kế càng sâu. Mà đinh đầu thất tiến thư cũng không phải là chỉ là một cái cớ, thứ này cũng nằm ở bên trong nhiều tầng tính kế của Lý Trường Thọ. Bạch Trạch cười nói, bằng vào thần vị, công đức của Thủy Thần Đại Nhân bây giờ, chẳng lẽ vẫn còn kiêng kỵ đinh đầu thất tiến thư kia? Ta tất nhiên là không sợ, nhưng không ít thân truyền thánh nhân xiển tiệt nhị giáo, cũng không có mang theo quá nhiều công đức. Lý Trường Thọ lắc đầu, biểu tình có chút ngưng trọng. Đinh đầu thất tiến thư này, có thể hiểu là lợi khí sát sinh do yêu đình lợi dùng quy tắc thiên đạo thượng cổ làm ra. Thiên đạo không có cách nào phủ định ý nghĩa tồn tại của nó, bằng không là phủ định tự thân thiên đạo. Đây là một kiện pháp bảo tà môn phán định dựa vào công đức, khí vận, cướp đoạt tính mạng đại năng, chẳng qua xem ra, hiện tại hẳn là đã là rơi vào trong tay Tây Phương Giáo. Bạch Trạch buồn bực nói, vì sao Thủy Thần kết luận, đinh đầu thất tiến thư sẽ ở trên người Hư Bồ Đề? Thứ nhất, điều này hợp với xu thế thiên đạo giảm bớt lực lượng sinh linh. Thứ hai, năm đó người Tây Phương Giáo tiếp xúc mật thiết nhất với lục áp chính là Hư Bồ Đề này. Hư Bồ Đề này lừa dối không ít lão yêu, ấn tỷ yêu đế hẳn là Hư Bồ Đề đưa vào trong tay lục áp. Thứ ba, ta đã từng bí mật điều tra nội bộ yêu tộc, những lão yêu đó cũng đề ra không ít nghi vấn. Còn có Nhiên Đăng phó giáo chủ lúc đèn bị thổi tắt, cũng không có phát hiện ra đinh đầu thất tiến thư, tính đi tính lại. Khả năng đinh đầu thất tiến thư rơi vào trong tay Hư Bồ Đề là cao nhất, có thể là gã và lục áp đạt thành một loại trao đổi nào đó. Lý Trường Thọ dừng lại một chút, hiện tại, đoán chừng là ở Linh Sơn. Hít hà. Bạch Trạch hít sâu một hơi, định tiếng nói, nếu như thánh nhân dựa vào vật này âm thầm tính kế vị đại đệ tử tiệt giáo nào đó, xiển tiệt nhị giáo e là sẽ khai chiến toàn diện.
Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1623, không bỏ được. Khai chiến đã là không thể tránh né. Lý Trường Thọ khẽ thở dài nói, hiện tại ta muốn chính là làm sao có thể bảo lưu càng nhiều nguyên khí cho đạo môn, không mất đạo thừa, có thể bảo trì một chỗ cắm rùi ở trong thiên địa. Tốt nhất là hai vị sư thúc sẽ không quyết liệt, mặc dù quan hệ có thể sẽ chuyển biến xấu, nhưng sẽ không trở mặt thành thù, sau đó ta có thể về hưu bình thường. Bạch Trạch khẽ cười nói, khi Tiết Công Thành lui thân của Thủy Thần như vậy, thật sự khiến cho người ta bội phục. Đừng có tâng bốc, Lý Trường Thọ cười nói, sợ chết mà thôi. Bạch Trạch hiểu rõ gật đầu, trầm ngâm vài tiếng, hỏi một vấn đề chính mình vẫn luôn rất quan tâm. Đến lúc đó, Tiểu Quỳnh Phong của Thủy Thần có thể nhiều thêm một gian nhà không? Tiên sinh muốn đến, tùy thời có thể, chẳng qua vẫn là phải phó thác Lâm Thiên Điện cho người có thể tin. Kim Bằng đang dương cánh bay nhanh cũng nói, lão sư, đệ tử nguyện đi theo lão sư ra thiên ngoại tị thế. Ai, Kim Bằng ngươi thì không cần. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, ngươi khác biệt với ta và Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh vốn là tị thế yên vui, bị ta bắt được, khục, bị ta mời về làm quân sư. Bạch Trạch co giật khóe miệng mấy lần, bắt được chính là bắt được, là bần đạo kém một nước cờ, chí không bằng Trường Canh. May mắn, may mắn. Lý Trường Thọ bình tĩnh bỏ qua chủ đề, Kim Bằng ngươi thứ nhất còn gánh vác mệnh đồ phượng tộc. Cho nên nhất định phải làm tốt công tác tại thiên đình, như vậy tại thời khắc mấu chốt mới có thể trợ giúp phượng tộc các ngươi. Kim Bằng cúi đầu thở dài, lại rất nhanh tỉnh lại, dương cánh bay càng nhanh một chút. Gã cũng không phải người nhăn nhó, chính mình quả thật gánh vác tộc vận, không thể tùy theo tính tình làm ra quyết định như vậy. Kim Bằng cười nói, lão sư, ở bên trong đại kiếp, đệ tử sẽ nâng ngài khuấy động phong vân. Ánh mắt của lão sư đi đâu, trường thương của đệ tử hướng đến đó, sinh tử, không hối hận. Làm sao lại trở nên nhiệt huyết như thế? Lý Trường Thọ cười cười, nhân tiện nói, Bạch Tiên Sinh liền trở về Lâm Thiên Điện từ chỗ này đi. Tận lực đừng có cách Ngũ Bộ Châu quá gần, nơi đó sát cơ quanh quẩn, tương xung với khí tức tường thụy của Bạch Tiên Sinh. Đa tạ Thủy Thần quan tâm. Còn có. Lý Trường Thọ thu liễm ý cười, lộ ra mấy phần suy tư do dự, rất nhanh lại nói, thay ta chuyển cáo cho Tiểu Cửu sư thúc, cần phải chuyển cáo Nguyên Thoại, liền nói. Ta sẽ vào sau khi phong thần đại kiếp kết thúc, xử lý xong sự vụ thiên đình, liền quy ẩn ở bên trong Hỗn Độn Hải. Đến lúc đó Tiểu Quỳnh Phong sẽ có 7-8 sinh linh, sư thúc nếu nguyện ú đến, đan rượu sẽ không thiếu, chỉ là lâu ngày, không khỏi sẽ có chút tịch liêu. Bạch Trạch hai mắt tỏa sáng, cười nói, Thủy Thần ngươi cuối cùng vẫn là không bỏ được Thánh Nữ Điện Hạ, ta chỉ có thể hứa hẹn như vậy. Lý Trường Thọ xoa xoa mi tâm, chuyện nam nữ, phức tạp gấp trăm lần so với tính kế, lúc ta động tâm đối với tiểu sư thúc, nàng không biết chuyện nam nữ là gì. Tâm ý khó định, sau khi đạo tâm của ta bị người khác chiếm cứ hoàn toàn, đối với tâm ý của nàng đã là không có cách nào đáp lại, chung quy. Ta là muốn nàng có thể thoát khỏi liên quan này, ở lại bên trong hồng hoang thiên địa, vô ưu vô lự, tiêu dao tự tại, nhưng nếu nàng không vượt qua được, ta sẽ giúp nàng một tay. Bạch Trạch nhỏ giọng thầm thì nói, bần đạo thấy Vân Tiêu cùng với Linh Nga cũng không để ý. Cũng không phải mối quan hệ nào cũng đơm hoa kết trái. Ánh mắt của Lý Trường Thọ có chút xa xăm, nhân tâm là có hạn, nếu không khống chế được lòng tham cùng với ích kỷ, đạo hạnh cao thâm đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị sự tham lam của chính mình thôn phệ. Hơn nữa chỉ là Vân cùng với Linh Nga, ta cũng đều sợ sau này ứng phó không nổi, theo thời gian, muôn vàn vấn đề nhỏ nhặt sẽ xuất hiện. Mỗi cặp tình nhân khi mới yêu, nhìn thấy đều là màu hồng, mà về sau, liền cần bao dung cho những tính xấu của nhau. Nhất là, mối quan hệ giữa hai ngôi sao lớn hấp dẫn nhau và xoay quanh nhau rất dễ tính toán. Nhưng ba ngôi sao lớn hấp dẫn lẫn nhau, vờn quanh phi hành, như vậy biến hóa liền vô cùng vô tận, khó có thể dự đoán. Những lời này cũng có thể chuyển cáo cho cửu sư thúc, đoạn lời nói ta từng động tâm phía trước kia thì không cần, tránh cho quấy nhiễu nàng làm ra phán đoán. Được. Bạch Trạch gật gật đầu, nghiêm mặt nói, bần đạo nhất định sẽ chuyển cáo những lời này không sót một chữ, chẳng qua, Thủy Thần đại nhân, ngươi muốn đi Hỗn Độn Hải sinh hoạt, vẫn là nhiều bằng hữu mới náo nhiệt, đến lúc đó rồi nói sau. Chương 1624, không có gì đáng kinh ngạc.
Lý Trường Thọ nhìn những ngôi sao trong hư không và những đốm sáng nở rộ trong các thế giới. Cũng không biết, lời nói này của chính mình, thiên đạo cùng với đạo tổ sư, tổ sẽ tin mấy thành tị thế. Đó cũng cần thiên địa thật an ổn, chính mình có thể trở lại bất cứ lúc nào và bất cứ đâu mới được. Mấy tháng sau, bên trong nhà tranh Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ chậm rãi trải rộng quyển trục trước mặt ra, nhìn từng ký hiệu ẩn chứa hàm ý trên đó, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không có một cái cơ chế tùy thời giám sát phản hồi thiên đạo, làm các loại tính kế, dưới đáy lòng tóm lại có chút không chắc. Bắt đầu từ mấy trăm năm trước, chính mình đang cường điệu sự tình về hưu, hết thảy bố trí cũng đều phát triển về phương hướng này, nhưng có lừa gạt được thiên đạo hay không? Thật sự là không có cách nào phán đoán, chẳng qua, chính mình không có gặp được quá nhiều lực cản, hẳn là thiên đạo hoặc là đạo tổ ngầm cho phép kế hoạch của chính mình. Ách, sau khi Lãng Tiền Bối chết, Hồng Hoang đã gần như là tử cục. Nếu muốn phá cục, chỉ có một lần cơ hội phong thần đại kiếp này. Lý Trường Thọ phất bàn tay qua quyển trục trước mặt, từng tia lửa thôn phệ quyển trục, đảo mắt đốt thành một nắm cho tàn, mà bàn gỗ bình thường hoàn toàn không tổn hao gì. Phong thần giờ phút này đã là tiến vào đếm ngược. Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, giống như thần du vật ngoại, tâm thần na di tại đạo nhân giấy các nơi, quan sát từng vị nhân vật trong đại võ đài Hồng Hoang, sân khấu kịch phong thần. Thân báo đi biên duyên Tây Ngưu Hạ Châu, pha trộn cùng với một đám yêu tộc, khoảng cách kim tiên kiếp đã là không xa. Đế Tân vẫn còn quấn tã lót, đã là bách độc bất xâm, cương cân thiết cốt, trắng trẻo và khá dễ thương, hoàn toàn không giống như là một vị bạo quân. Hiên Viên Mộ ca hát vui vẻ mỗi đêm, mấy nữ yêu tinh đang vượt qua thời gian vô lo vô nghĩ. Ở bên trong Đại Ân Thành, một nữ đầu bếp nào đó rốt cuộc tìm được cơ hội bộc lộ tài năng, được một vị nữ tướng thưởng thức. Văn Trọng múa bút thành văn ở trên triều đình, tu hành đạo làm quan, đạo làm người, xây dựng cầu thang tiếp theo để leo lên. Trong đại sử phủ, vị đại sử học thức uyên bác kia trò chuyện vui vẻ cùng với các vị đại thần, chư hầu ở xa tới, nắm giữ lòng người tuy khó, hắn lại thành thạo điêu luyện. Ở bên trên đại địa Nam Châu, từng người năng nhân dị sĩ lặng lẽ ẩn nấp, thiên đình đối với chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiệt giáo, xiển giáo đều ra quân cờ, nhưng hai bên đều đang phòng ngừa xung đột cùng với đối phương, vẫn bình an vô sự. Tử Thụ 3 tuổi, Cơ Xương chính thức kế vị Tây Bá Hầu, tăng lớn cường độ tiến cống đối với Thương Quốc, mặc dù phát triển dân nuôi tằm, lại cắt giảm quân đội, đế ất đối với chuyện này có chút thưởng thức. Một năm này, Tử Thụ bị ngựa kinh hãi đụng vào, đầu đụng ngã lăn ngựa. Tử Thụ 6 tuổi, hạn hán và lũ lụt rơi xuống từ trên trời. Đế ất hạ lệnh rời đô, đem đô thành Thương Quốc, tự Ân Thành rời đến Triều Ca Thành, đồng thời nhân cơ hội này thanh trừng một số thế lực, quý tộc còn sót lại và tái cấu trúc trung tâm quyền lực. Quốc lực Thương Quốc phục hồi lại, để tiêu hóa những nô lệ còn sót lại trong nước, phát động một cuộc viễn chinh về phía Tây Nam các nước lớn không thuộc lãnh thổ của Thương Quốc. Lý Tĩnh nhân cơ hội này gia nhập đại quân viễn chinh, cũng ở dưới sự giúp đỡ của gia đình cha vợ, quân công tăng vọt. Tử Thụ 9 tuổi, đại quân viễn chinh đắc thắng trở về. Lý Tĩnh trở thành đại tướng triều đình, triển lộ ra thực lực bất phàm, lại chủ động xin trở về Trần Đường trấn chống cự yêu tà, thủ vệ biên cương vì Thương Quốc. Tử Thụ đại hỉ, ban thưởng tương đối nhiều, đặc cách Trần Đường trấn cải thành Trần Đường quan, phong Lý Tĩnh làm tổng binh Trần Đường quan, tiết chế phạm vi ngàn dặm xung quanh Trần Đường quan. Tổng binh nghĩa là tổng quản chiến sự, đã là đại tướng nơi biên cương. Cùng năm đó, Lý Tĩnh mang theo thê tử Ân Thị đi đến Trần Đường quan, cũng âm thầm truyền thụ cho Ân Thị phương pháp tu hành, hai vợ chồng thong dong tự tại, có chút tiêu dao. Tử Thụ 12 tuổi, 800 chư hầu vào Triều Ca yết kiến, quốc vận Thương Quốc hưng thịnh, cục diện chính trị bình ổn. Văn Trọng quan bái thiếu sư, dạy bảo Tử Thụ. Lý Trường Thọ lại ở dưới phần bình thản này, thấy được những dã tâm dần dần thức tỉnh đó, thấy được một vài khuôn mặt dương nanh múa vuốt. Vị đại sử hắn này bắt đầu biến mất khỏi tầm nhìn của Triều Ca Thành. Tử Thụ 13 tuổi, cung đình sụp đổ, xà ngang đánh tới hướng Tử Thụ, lại bị thiếu niên thân hình khôi ngô này dùng một tay nâng trụ, bình tĩnh mà cúi đầu uống trà. Không có gì khác, không có gì đáng kinh ngạc. Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1625, giống như đã từng nói.
Văn Trọng âm thầm đi đại sử phủ cầu kiến Lý Trường Thọ, nói chuyện với Lý Trường Thọ mấy canh giờ, cuối cùng thi triển độn pháp rời đi. Chỉ là mấy tháng, Văn Trọng hiển lộ một thân bản lĩnh, phá giải chú trận tà môn do người âm thầm thi pháp ở bên trong Thương Cung, cùng với Tử Thụ cùng nhau chinh phạt phương quốc phản loạn, lập chiến công hiển hách. Cùng năm đó, Trần Đường kia đã xây dựng hoàn thành Hùng Quan, ở bên trên tường thành cao cao, Lý Tĩnh đỡ thê tử người mang lục giáp, khóe miệng tràn đầy nụ cười ấm áp. Trưởng tử của Lý Tĩnh đã ở trên đường thúc ngựa đầu thai. Mà Thái Ất chân nhân vẫn còn đang tìm kiếm thăm dò tại thế tục, còn chưa tìm thấy một đôi vợ chồng ưng ý. Cùng lúc đó, dưới Đông Hải, chỗ sâu Long Cung, Đông Hải Long Vương cùng với hai vị trưởng lão tồn tại từ thời viễn cổ đến nay, đứng ở phía trước tổ rồng trống không kia. Trầm mặc một hồi lâu, Đông Hải Long Vương mới từ trong miệng lấy ra một quả trứng rồng, bày biện ở bên trong tổ rồng, bóp nát ngọc phù trong tay. Một đầu lão long thấp giọng hỏi, ngươi thật sự muốn làm như vậy? Ừm, Ngao Quảng trầm giọng nói, bây giờ, chỉ có thể tin tưởng Thái Bạch Tinh Quân, coi như không thành, cũng là mệnh long tộc chúng ta nên ứng kiếp. Hai vị lão long từng người gật đầu, ba đạo ánh mắt nhìn chăm chú quả trứng rồng chậm rãi rung động kia, có chút phức tạp. Tử Thụ 16 tuổi, định ra hôn ước cùng với Khương gia. Tử Thụ 18 tuổi, 19 tuổi, 21 tuổi. Trong vương triều phàm tục, quyền lực đấu tranh mỗi ngày không tắt, nhưng Tử Thụ này lại giống như một hòn đá cứng đầu, vẫn đứng vững không ngã. Thiên Đình, Tiểu Quỳnh Phong, trong nhà tranh cạnh hồ. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng đảo qua tay áo dài, trước mặt lại một quyển trục hóa thành tro tàn. Hắn cười khẽ, trong mắt mang theo vài phần ánh sáng, tựa hồ còn có chút chờ mong. Ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng Tử Tiêu Cung, phảng phất như có thể nhìn thấy lão giả khôi ngô tùy ý ngồi nghiêng ở giữa rừng trúc kia, lão giả cũng đang cúi đầu nhìn chăm chú vào chính mình. Ván cờ, thiên địa, không phải thánh, chấp cờ. Lý Trường Thọ cười khẽ, thu hồi ánh mắt dò xét, tâm thần chuyển đi biên duyên Tây Ngưu Hạ Châu, nhìn chăm chú vào kiếp vân cuồn cuộn kia, cùng với trung niên đạo giả run lẩy bẩy phía dưới kiếp vân. Thân báo thanh âm run run, ngửa đầu nhìn kim tiên kiếp chính mình dẫn tới, đạo tâm mặc dù đang không ngừng run rẩy, nhưng vẫn là thấp giọng thở nhẹ một tiếng, đây đúng là bát hoang bát triệu tâm sát kiếp xếp hạng thứ 17 bên trong kim tiên kiếp trong lời đồn. Ôi chao, bần đạo giống như đã từng nói qua lời này ở nơi nào đó. Xong, bần đạo cố gắng lâu như vậy, chung quy là công dã tràng. Ai, sao ông trời lại đối đãi với bần đạo như thế? Đành chết vậy. Lý Trường Thọ trầm mặc. Đợt này, nếu nói không phải hiệu quả và lợi ích độc nãi, đánh chết Di Lặc hắn cũng đều không tin. Nếu như nói, một cái thiên kiếp ưu tú, lấy trở thành ác mộng của luyện khí sĩ làm vinh. Như vậy thiên kiếp của thân báo, rõ ràng là không có lòng liêm sỉ, là bại hoại bên trong quần thể thiên kiếp. Là coi thường sinh linh chi tâm, tùy ý làm bậy, làm trái định vị giá trị của chính mình. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ trốn ở sâu trong lòng đất, tiên thức nhìn chăm chú vào từng mảnh màn lôi kia. Lúc mới đầu, thiên đạo tựa như là một vật vô tình cản đường sinh linh trường sinh, coi như là bổ loại đại kiếp sứ giả như thân báo, cũng không có lưu nửa điểm thể diện. Chẳng qua năm đạo kiếp lôi, đã là đánh cho thân báo vô cùng chật vật. Đạo khu thân báo xuất hiện vỡ vụn rõ ràng, ba đạo đằng sau tất nhiên là không chịu đựng được, chắc chắn sẽ chết ở dưới đạo thiên kiếp thứ 7. Không có cách nào, thân báo căn cơ kém, đạo pháp hỗn tạp, bản thân trước khi biến hóa cũng không có theo hầu đặc thù gì, cũng chưa ăn qua linh đan rượu dược gì. Càng chưa từng gặp được hồng hoang đại lão hô to ta không muốn sống, nhất định phải hy sinh tự thân thể hồ quán đỉnh cho y. Thậm chí, thân báo cũng không biết chính mình vì sao mơ. Hồ hồ liền đi tới trước mặt trường sinh kiếp. Đối mặt với thiên kiếp táo bạo, thân báo cúi đầu thở dài, trong mắt đã lộ tuyệt vọng. Sau đó, ngâm một câu thơ. Nửa đời sóc này nửa đời nhàn, một kiếp thành không tiên lộ khó. Thay lòng đổi dạ có chi kỷ, nhưng thân này cô đơn chỉ biết than khổ. Thân báo lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, trong chớp nhoáng này vượt qua tâm ma tự thân, nên đón diệt vong của chính mình. Mọi người đều biết, sinh linh cùng với sinh linh là khác biệt, nhưng đều có những hồi tưởng trước khi đối mặt với tuyệt cảnh. Thân báo ở dưới tình huống cực kỳ tuyệt vọng, dưới đáy lòng xẹt qua một vài bức hình ảnh. Chương 1626, cứu hay là không cứu?
mấy lần tâm tình uống rượu cùng với Cảnh Thường huynh, mấy lần gặp nhau với Lục Áp tiền bối. Còn lại, chính là thời gian nam nữ vui vẻ mà tốt đẹp, loại nhiều vô số kể kia. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có vài tiếng cười khổ. Miểu Miểu. Thân báo đột nhiên la lên đối với Kiếp Vân, đa tạ chiếu cố. Bần đạo, chỉ có kiếp sau lại báo. Nếu như sau đại kiếp vẫn còn có kiếp sau. Thân báo nhắm hai mắt lại, nước mắt chảy dài trên má, chuẩn bị kỹ càng pháp lực sau cùng. Mặc dù đã tuyệt vọng, nhưng bản năng sống vẫn khiến y muốn dãy giụa. Tiện thể nhắc tới, mấy món tiểu linh bảo trước đây, toàn bộ gia sản của y đều đã bị hủy trong lúc đối kháng với thiên kiếp. Ầm ầm, Kiếp Vân chấn động, đạo thứ 6 tới đúng theo lịch trình. Thân báo mở mắt ra, mái tóc dài màu xám tung bay sau lưng, khuôn mặt đôn hậu một mảnh chết lặng. Chính lúc này, hình ảnh làm cho Lý Trường Thọ suýt nữa trách mắng được bày ra. Kiếp Vân đang quay với tốc độ cao đột nhiên cuộn vào trong, trong đó tràn ra hai quả lôi cầu màu đỏ tím. Mỗi một quả lôi cầu đều ẩn chứa lực lượng thiên kiếp khá cường đại, bỗng nhiên đập xuống. Rơi đến giữa không trung, hai quả lôi cầu đột nhiên va chạm nhau, không có dấu hiệu nào nổ thành hồ quang điện đầy trời. Cái gì gọi là đại kiếp sứ giả? Đây chính là đại kiếp sứ giả. Thiên đạo trực tiếp gian lận không chút hàm xúc, làm nổi bật sự ngang tàng. Thân báo sừng sốt một chút, Kiếp Vân trên đỉnh đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút nhỏ gần một nửa. Y suy tính một chút trong lòng, trong mắt thình lình toát ra ánh sáng, ngạc nhiên kêu lên, bần đạo hẳn là, có thể vượt qua. Liền nghe một tiếng răng rắc, một tia sét màu tím đen bao trùm thân hình của thân báo, đánh cho thân báo cúi đầu phun máu, toàn thân xuất hiện những khe hở màu đen. Đây là điềm báo khi đạo cơ sắp vỡ nát. Ánh sáng trong mắt thân báo lập tức phai nhạt, hoàn toàn không có suy nghĩ, vì sao ở giữa đạo kiếp lôi thứ 6 cùng với đạo kiếp lôi thứ 7 lại chỉ có khoảng cách ngắn ngủi như thế. Thuận tiện, thiên kiếp của y giống như chỉ có một chút tâm ma, cũng không có gia vị chôn vùi thiên phong, sinh linh nghiệp hỏa, dung đạo thần thủy gì đó. Quả nhiên, ta vẫn còn ôm hy vọng sống. Tất cả đều là bọt biển, chỉ là một tia lửa xẹt qua. Thân báo cười khổ, thở dài, lẳng lặng nghênh đón vận mệnh cuối cùng. Y, kết thúc rồi. Ông. Bên trong Kiếp Vân đột nhiên xuất hiện một chút ba động quỷ dị, hai đạo kiếp lôi một đen một trắng rơi xuống. Nhìn như uy năng cường hoành, lại có đạo vận âm dương chôn vùi, nhưng hai đạo kiếp lôi lại triệt tiêu lẫn nhau ở trên đỉnh đầu thân báo. Chỉ có một chút dư ba lực trùng kích, đánh cho thân báo chật vật rơi xuống. Lý Trường Thọ, báo đen cùng chúng sinh linh vây xem đều nghẹn họng. Thân báo còn có chút choáng váng, sau khi cẩn thận tính toán, kiếp lôi đen trắng này giống như, có lẽ, đại khái. Là đạo thứ 8, bần đạo, đã vượt qua. Đúng lúc này, Kiếp Vân trên đỉnh đầu không ngừng hội tụ vào phía trong, chậm rãi ngưng tụ thành một quả lôi cầu to lớn, đường kính vượt qua ngàn trượng, không nói lời gì nện về hướng thân báo. Lúc ấy, thân báo cực sợ, nhưng cũng chết lặng, mặc cho chính mình bị lôi kiếp thôn phệ, thậm chí còn mở cánh tay ra. Khóe mắt có một giọt nước mắt chậm rãi trượt xuống. Lý Trường Thọ bây giờ cũng khá hiểu thân báo, dù sao sau khi uống rượu mấy ngày, trò chuyện mấy ngày, thân báo đã nói ra những lời xuất phát từ tâm can mấy chục lần. Trong cõi u minh, Lý Trường Thọ phảng phất như nghe được tiếng lòng của thân báo, đó là một tiếng ai thán mang theo bi phẫn, đại gia, cho ta thống khoái đi. Dưới mặt đất, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ lấy ra một khối ngọc giản, viết xuống từng hàng chữ ở bên trong. Đây là một trận thiên kiếp không theo quy phạm, là bằng chứng cho thấy ý chí thiên đạo tồn tại, đồng thời cũng phản ánh một cơ chế vận hành nào đó của thiên đạo, cũng như những phản hồi tích cực và tiêu cực của đại kiếp sứ giả thân báo khi lặp đi lặp lại độc nãi. Hiển nhiên, trên người thân báo có một tia thứ gì đó tương quan đến bản nguyên thiên đạo, hoặc là nói, thiên đạo tạo nên đại kiếp sứ giả thân báo này là để phụ trách lôi kéo tiệt giáo nhập kiếp kế tiếp. Sau nửa canh giờ, sấm sét tiêu tán, một bộ thân thể cháy đen rơi xuống từ trên không. Lý Trường Thọ nhíu mày, tất nhiên là phát hiện ra trong cơ thể thân báo ẩn chứa một tia sinh cơ. Cứu? Hay là không cứu? Cách đó không xa, mấy đạo lưu quang lướt tới, lại là mấy vị tán tu muốn kiếm thêm thu nhập. Lý Trường Thọ hơi suy nghĩ, đạo nhân giấy tiếp cận từ dưới mặt đất, nhưng hắn vừa mới định hành động, liền nghe thấy một tiếng gáy lớn xẹt qua chân trời. Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính, chuyện tại thư viện sách nói miễn phí.
truyệnđọcviệt.com. Chương 1627, 32 thiếp thất. Một con hạc trắng bay xuống từ trên trời, hóa thành cầu vồng màu trắng, cực nhanh đuổi theo thân báo, trực tiếp bắt lấy thân báo trọng thương, lưu lại một tiếng hừ lạnh, trở về Côn Luân Sơn. Đừng có tự tìm đường chết. Bạch Hạc đồng tử, người mang tin tức xiển giáo, Nam Cực Tiên Ông Đồng Nhi. Mấy, vị tán tu đang tiến về phía trước quay mặt nhìn nhau, từng người liếc nhau, vội vã cúi đầu bay đi, rời xa chỗ thị phi này. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ thi triển độn pháp lặng yên rời đi, hơi ngẫm nghĩ một hồi. Thân phận đại kiếp sứ giả của thân báo, rõ ràng đã bị các thánh nhân phát hiện ra, dù sao trận thiên kiếp này, ám chỉ thiên đạo đưa ra đã vô cùng rõ ràng. Phía Thông Thiên giáo chủ, hoặc là không chú ý nơi đây, hoặc là cũng phái người tới, nhưng khoảng cách khá xa, bị Bạch Hạc đồng tử nhanh chân đến trước. Thân báo quy về Côn Luân Sơn, kế tiếp hẳn là bái sư nhị sư thúc. Đây nhìn như là thiên đạo kiềm chế, duy trì kịch bản đại kiếp gốc, trên thực tế đã là có rất nhiều khác biệt. Bởi vì chính mình kéo dài, thời gian sư phụ chuyển thế thành Khương Tử Nha bị rời về phía sau. Mà ở trong quá trình giao lưu với thân báo, hắn đã âm thầm cho thân báo không ít chỉ điểm phương diện tu đạo, gia tốc thân báo độ kiếp. Điều này sẽ dẫn đến, thân báo rất có thể sẽ trở thành sư huynh của Khương Thượng. Lại bất kể như thế nào, tuổi tác Khương Thượng lên núi đã có biến hóa. Biến hóa tuy nhỏ, lại có thể trở thành hiệu ứng cánh bướm, mà đây chẳng qua là một trong rất nhiều hiệu ứng cánh bướm mà thôi. Trên Tiểu Quỳnh Phong, tâm thần Lý Trường Thọ trở về, không nhịn được bĩu môi một hồi. Ai mới là nhi tử thiên đạo yêu nhất, lần này hẳn là không còn dị nghị rồi. Đương nhiên, là Ngọc Đế. Thân báo quy về Côn Luân Sơn, tâm thần Lý Trường Thọ lập tức rơi vào chỗ chuyển thế thân của lão sư phụ. Quả nhiên, nhị sư thúc Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ nhòm ngó thiên cơ, đạt được thiên đạo nhắc nhở. Muốn khống chế hai vị đại kiếp sứ giả trong lòng bàn tay, ngày hôm sau liền phái Nam Cực Tiên Ông đến Khương gia Nam Châu. Lúc này Khương Thượng đã là tuổi trung niên, gia đình mỹ mãn, kế thừa di chúc của cha, gia tộc phồn vinh, chỉ là khổ không có con nối dõi. Vì thế, Khương Thượng mở rộng cửa nạp thiếp, thiếp thất khoảng chừng 32 người, vất vả cố gắng ngày đêm vì truyền thừa gia tộc. Phần nghị lực, kiên trì này, cảm thiên động địa. Lý Trường Thọ đối với chuyện này cũng không tiện phát biểu bình luận gì. Mặc dù lúc ấy hắn tìm Nguyệt Lão, chỉ là an bài cho sư phụ nhà mình ba đoạn nhân duyên, đối tượng cũng chỉ là tuyệt sắc mỹ nữ bình thường, nhưng không nghĩ tới, đợt này liền rất mạnh. Kỳ thật nếu như không phải Lý Trường Thọ những năm này ngụy trang thành đầu bếp Khương Phủ, vẫn luôn đang âm thầm làm cho Khương Thượng một ít đan dược cố bản bồi nguyên, Khương Thượng đã kiệt sức vì tửu sắc. Nhưng nghĩ ngược lại, Khương Thượng cũng bởi vì điều này, cũng coi như thể hội vinh hoa phú quý phàm tục, nói không chừng đối với tâm cảnh tu đạo, cũng sẽ có trợ giúp không nhỏ. Tiện thể nhắc tới, vị tiên tử thánh mẫu cung kia vì để tránh cho chính mình bị coi trọng, cố ý hóa thành bộ dáng bà lão. Ngày hôm đó, Nam Cực Tiên Ông cưỡi mây bay đến bầu trời Khương Phủ, quan sát, Khương Thượng đang ngủ trưa trong đình viện một lúc, chậm rãi rơi xuống. Chỉ một thoáng, tiên quang bùng lên, chim chóc cùng nhau hót líu lo, từng tia đạo vận tiên nhân khuếch tán ra, làm cho các phàm nhân trong phủ đầu tiên là kinh ngạc một hồi, sau đó vội vàng cúi đầu tỏ lòng thành kính. Tiên nhân hạ phàm. Khương Thượng bị tiếng hô hoán xung quanh đánh thức, sửng sốt trong giây lát rồi vội vàng đứng dậy, vội vã lễ bái Nam Cực Tiên Ông. Nam Cực Tiên Ông đưa tay hư đỡ, một cỗ tiên lực đỡ Khương Thượng dậy, ôn hòa nói, Khương Thượng, trần duyên của ngươi đã hết. Tiên duyên đã tới, còn không mau mau theo bần đạo trở về bên trong Ngọc Hư Cung, tu bí pháp trường sinh, cầu tiêu dao tự tại. Khương Thượng không khỏi sững sờ, đầu tiên là mừng rỡ, bước về phía trước hai bước, lại nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng khẽ gọi. Lão gia, phu quân. Khương Thượng dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía viện bên cạnh, đã thấy chúng gia nhân chạy đến, một đám nước mắt đầm đìa. Chuyện này, trong mắt Khương Thượng lộ ra mấy phần chần chừ, quay đầu hỏi Nam Cực Tiên Ông, nếu như trần duyên hết, vợ của ta làm sao? Nam Cực Tiên Ông cười nói, Ngọc Hư Cung chính là đạo trường thánh nhân, chỗ tu tiên, không thể chứa đựng tình cảm của những cặp vợ chồng phàm trần. Nhưng ngươi chỉ cần đi theo bần đạo tự sẽ phái đệ tử tới, thu xếp tốt sự vụ trong nhà ngươi. Hồng trần như mộng, mấy chục năm thoáng qua liền mất, ham sung sướng tạm thời, sao có thể thiên trường địa cửu? Không bằng hỏi tiên đạo, cầu khoái hoạt chân chính.
Chương 1628, vui vẻ. Những giai nhân kia nghe vậy, vừa nghĩ tới phu quân nhà mình, chỗ dựa của chính mình liền sẽ rời khỏi chính mình từ đây, không khỏi dậy lên nỗi buồn, một đám khóc sướt mướt, lưu luyến không thôi. Này, chuyện này, Khương Thượng tạm thời có chút do dự, Nam Cực Tiên Ông lại là mỉm cười chờ Khương Thượng làm ra lựa chọn. Ngọc Hư Cung bọn họ chủ động chiêu đệ tử nếu như đều là dùng sức mạnh, như vậy không khỏi bị người nói này nói nọ. Huống chi, Khương Thượng có thân phận đặc thù, nhất định phải thận trọng đối đãi. Lão gia. Bên cạnh truyền đến tiếng hô hoán, một đại hán lực lưỡng cầm dao phay chạy tới, lại là Kim Bài đầu bếp ở bếp sau Khương phủ. Nam Cực Tiên Ông kia cười đến híp cả mắt. Đầu bếp cười nói, chúc mừng lão gia đạt được tiên duyên, chúc mừng lão gia đạt được tiên duyên, từ đây trường sinh bất lão, hồng phúc tề thiên. Khương Thượng nhíu mày thở dài, quay đầu hành lễ đối với Nam Cực Tiên Ông, lại nói, tiên nhân, việc này có thể để ta suy nghĩ thật kỹ hay không? Đây cũng không phải là bất kính đối với tiên nhân, thật sự là khó bỏ người thân. Chuyện này có gì khó chứ? Đầu bếp thì thầm một câu, lão gia ngài đi tu tiên, dưới gối không có con, vàng bạc tài bảo phàm tục này ngài cũng không dùng được. Không bằng trước hết cho chúng ta 10 năm tiền công, nhà cửa, sinh kế đều bán. Đi, chia gia sản thành 32 phần, vợ cầm lớn, thiếp cầm nhỏ, mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, đều là duyên phận. Khương Thượng dậm chân một cái, mắng, hồ ngôn loạn ngữ. Chúng phu nhân và ta ân ái như thế, há có thể dùng gia sản vàng bạc để cân nhắc tình ý thâm hậu giữa chúng ta. Chuyện này cũng không phải không thể. Một câu nói thầm vang lên từ trong góc. Chúng nữ tử dừng khóc, hai mắt sáng lên nhìn Khương Thượng. Lão gia, tiên duyên không dễ, ngài vẫn là chớ nên bỏ lỡ. Thiếp thân mặc dù không nỡ rời xa lão gia, nhưng cũng biết đây là thiên đại phúc phận của lão gia, làm sao có thể dùng tình cảm phàm tục trói buộc lão gia. Đó là tội lớn của thiếp thân. Không phải có câu nói, hồng phấn như là khô lâu sao? Lão gia, chúng ta đều là khô lâu, ngài cũng đừng lo lắng. Khương Thượng im lặng. Thế là, nửa tháng sau, khi Hoành Phi Khương phủ dần dần được gỡ bỏ, trong phủ chỉ có mấy vị tráng hán vận chuyển đồ dùng trong nhà. Ngày xưa oanh oanh yến yến, cảnh xuân tươi đẹp, bây giờ còn sót lại một ngọn đèn, cỏ xanh tùm. Ai? Khương Thượng thở dài, tự giễu cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng đi về phía mây trắng trống không trước mặt, bị mây trắng giữ chặt, chậm rãi bay lên không, lưu lại chúng phàm phu tục tử lễ bái la lên. Bên ngoài thành, bên trên một chiếc xe lừa, đầu bếp Khương phủ cùng với một bà lão đồng hành đi xa. Đến chỗ xung quanh không còn ai, quanh người bà lão kia tiên quang lưu chuyển, hóa thành một vị tiên tử xinh đẹp. Mà thân hình đầu bếp chậm rãi biến hóa, hóa thành gương mặt trung niên đạo giả Lý Trường Thọ thường dùng. Tiên tử này đầu tiên là cười khẽ, lại than nhẹ, nói tình cảm phàm tục thật sự làm cho người ta khó có thể nắm bắt, trước đây ân ân ái ái, như keo như sơn, ghen tuông giận dữ tranh giành tình nhân, nhưng cuối cùng họ chỉ ôm một ít vàng bạc rồi đường ai nấy đi, có chút vui vẻ. Lý Trường Thọ cười nói, có mấy người là thật sự thương tâm, chỉ chẳng qua bị sự vui vẻ của nhiều người hơn che giấu mà thôi. Vẫn cảm thấy có chút khó có thể tiếp nhận. Vị tiên tử kia đứng thẳng người, cười nói, tinh quân đại nhân, ngài vì sao ngầm cho phép xiển giáo thu đồ? Trước đây khi Quảng Thành tử đạo hữu đến đây, ngài không phải còn đẩy y trở về. Lý Trường Thọ cười nói, Quảng Thành tử sư huynh đến đây, đại biểu chính là xiển giáo, mà Nam Cực sư huynh đến, đại biểu chính là nhị sư thúc, ta có thể từ chối xiển giáo, lại không dễ từ chối nhị sư thúc. Thánh mẫu cung tiên tử cẩn thận thể hội, tán thưởng một chữ hay, lại thở dài, ai, đại kiếp ập xuống, sinh linh đổ thán. Nô gia liền trở về bên trong thánh mẫu cung phục mệnh. Làm phiền thánh mẫu nương nương hao tâm tổn trí bảo hộ an nguy của Khương Thượng, còn chuyển đạt lòng biết ơn thay ta. Ngài khách khí, tiên tử này hạ thấp người hành lễ, thân ảnh hóa thành điểm sáng lấp lánh, lặng lẽ nổ tung. Lại là một môn độn thuật có chút cao minh. Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng, cẩn thận cảm thụ dao động lực lượng ngũ hành, cùng với càn khôn xuất hiện nhiễu loạn nhỏ bé, trong chốc lát liền gật gật đầu. Bình thường, không hữu ích lắm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Khương Thượng đã là bay đến không trung, tụ hợp cùng với Nam Cực Tiên Ông, sau khi vái chào lẫn nhau, đi về hướng Côn Luân Sơn. Từ đó, thế tục thiếu một vị đại phú gia, bên trong Ngọc Hư Cung nhiều thêm một vị luyện khí sĩ, còn gặp người liền nói.
Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1629, Cảm giác tham dự. Vào trước khi lên núi, Bần Đạo từng có 32 phòng thê thiếp. Lý Trường Thọ duỗi người, cỗ đạo nhân giấy này tính cả xe bò này, đảo mắt hóa thành một chút bụi đất, tiêu tán theo gió. Đây chính là thân báo Khương Thượng về Ngọc Hư, tiệt giáo hoàn toàn không làm phiền. Ở phía trước đan phòng, Lý Trường Thọ hơi nhíu lông mày, suy tư vì sao phía tiệt giáo không hề có động tĩnh gì. Thân báo sau khi bị Bạch Hạc đồng tử mang về, Khương Thượng đã là đại kiếp sứ giả, đại kiếp thiên mệnh ở ngay trên thân hai người này, thánh nhân không có khả năng lúc này còn không dò xét được. Tam sư thúc hẳn là đi ngâm tắm rồi ngủ. Lý Trường Thọ gãi gãi lông mày, đối với chuyện này thoáng có chút không hiểu, nhưng cũng không có quá mức xoắn xuýt. Đang lúc hắn muốn nghỉ ngơi mấy ngày, lại tiếp tục lo liệu tính kế rườm rà các nơi, cảm xúc bỗng nhiên phun trào. Tâm thần lập tức xê dịch về Đông Thắng Thần Châu, một cỗ đạo nhân giấy trong phòng mở hai mắt ra. Liền nghe được bên ngoài khua chiêng gõ trống, truyền đến từng đợt tiếng hô hoán vui vẻ, sinh. Phu nhân sắp sinh, lại là kim cha sắp hàng thế. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, nhanh nhẹn mặc vào một thân đoản sam, đeo tấm thẻ gỗ gia đình cao cấp của mình, bình tĩnh bước ra khỏi phòng nhỏ ở một mình. Câu lão gia, phu nhân sinh rồi. Kia, hắn nhất định phải đích thân hét lớn. Một chút, cảm giác tham dự nho nhỏ. Sư huynh lại đang bận bịu cái gì? Hoặc là ở nhà tranh bên hồ, hoặc là ở đan phòng, đều là không ra ngoài đi dạo. Gần đây cũng là đã lâu không gặp, không khỏi làm cho người ta niệm tưởng. Không phải nói, Tây Phương giáo đã không thể nhảy nhót. Hôm qua còn nghe Long Cát nói, hiện nay bên trong thiên địa này, đã không có sự tình thiên đình không có cách nào làm được, sư huynh búng tay một cái liền có thể thay đổi mệnh đồ của vô số sinh linh. Là quyền thần thiên đình danh xứng với thực, trên tiểu quỳnh phong, bên trong phòng bài bạc. Linh Kha có chút xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy lòng xẹt qua những ý nghĩ lộn xộn này, bên tai truyền đến một hồi tiếng vang rầm rầm. Đây không phải tiếng nước chảy, mà là âm thanh của ngọc bài làm bằng ngọc khi bị vài ngón tay mảnh khảnh xoa xoa. Long Cát gần đây trong lúc rảnh rỗi, tâm tình cũng có chút bực bội, để phòng bị kiếp vận ảnh hưởng, đã chuyển đến sống ở Tiểu Quỳnh Phong ở, chính thức trở thành hội viên thường trú của phòng bài bạc. Hùng Linh Lị mặc dù có chức vụ tạm thời tại thiên đình, nhưng nàng là tướng lĩnh thủ vệ Tiểu Quỳnh Phong. Thông Minh Điện cũng không dám thật sự đưa ra điều lệnh, ngày bình thường vẫn là chơi đùa trên Tiểu Quỳnh Phong. Mà đại tỷ có đẳng cấp hội viên thấp nhất nào đó. Nàng hiện ra linh thể, mặc váy dài đỏ rực, mép váy xẻ tà đến bẹn đùi, khoe vóc dáng xinh đẹp không chút đắn đo kiêng kỵ. Dù sao đều là linh lực hư ảo ngưng tụ thành, nhìn liền nhìn đi, bản thể nàng liền bày biện ở bên cạnh, đường cong mềm mại. Trên hẹp dưới rộng, tùy tiện vang một tiếng liền có thể đánh chết kim tiên, hơi va chạm một chút liền có thể trọng thương đại la. Dĩ nhiên là tiên thiên chí bảo hỗn độn chung. Tại giờ khắc này chơi bài với ba người bọn họ, lại là nữ chiến thần thiên đình mặc váy dài màu xanh băng, Hữu Cầm Huyền Nhã. Lần trước bị Lý Trường Thọ cưỡng ép kéo tới Tiểu Quỳnh Phong, Hữu Cầm Huyền Nhã cũng không lại kiên trì nữa. Chỉ cần Hùng Linh Lị đi phủ thủy thần cũ gọi nàng một tiếng, nàng nếu không phải đang ra ngoài đánh quái, đều sẽ tới nơi đây chơi đùa cùng với các nàng. 3. Trung Linh nhíu mày ấn một tấm ngọc bài ở trên bàn, nhíu mày nói một tiếng, Nga mau tới giúp tỷ xem bài. Làm sao để thắng đây? Đừng trông mong nhìn sư huynh ngươi, hắn ở trong mấy chục năm tiếp theo chính là thời điểm bận rộn nhất, tất nhiên là đã bắt đầu chủ trì phong thần đại kiếp. Đại kiếp cụ thể là chủ trì như thế nào? Linh Hà nhẹ giọng hỏi, thân hình nhẹ nhàng nhảy qua, nói khẽ, chẳng lẽ xây dựng một tòa lôi đài, sau đó để cho người ta tới khoa tay đọ sức, người nào thua tới thiên đình nhậm chức. Trung Linh lập tức chật chật cười khẽ, nào có bình thản như vậy. Hùng Linh Lị lại nói, Hữu Cầm hẳn là đã từng thấy, ở ngay bên ngoài Trung Thiên Môn, có một quái nhân mỗi ngày đang dựng đài, nói không chừng chính là lôi đài. Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức gật đầu, tràn đầy nghiêm túc nhìn chăm chú vào mặt bài của chính mình. Ván này không dễ thắng. Trung Linh bình tĩnh nói, ta có nói các ngươi cũng không hiểu, việc này rất phức tạp, nói là đạo môn ở trước mắt sinh tử tồn vong cũng đều không ngoa. Thánh nhân chấp cờ, từng người đánh cờ, giống như sư huynh ngươi vậy, sinh linh có thể nhảy ra từ bên trong ván cờ, còn có thể nhét nửa bàn tay vào, đã là hiếm thấy trên đời.
Chương 1630, Hoan Thanh Tiếu Ngữ. Ta nguyện gọi hắn là Mãnh Sĩ, đương nhiên, đây chủ yếu là bởi vì sau lưng hắn có thánh nhân mạnh nhất duy trì, đây mới là cơ sở của hết thảy, bắt đầu bắt đầu. Linh Hà lúc này đã giúp Trung Linh sắp xếp mặt bài như ý, ngồi ở một bên lẳng lặng suy tư. Hai vị tiên tử, một bán vu nhân, một kiện pháp bảo linh tính, lại bắt đầu một trận gió tanh mưa máu. Hữu Cầm Huyền Nhã hỏi, đại, kiếp nạn như vậy, Trường Thọ sư huynh liệu có nguy hiểm? Vậy liền phải hỏi hắn đến cùng là muốn làm gì? Trung Linh chậc chậc cười khẽ, tên gia hỏa này rất thú vị, ngoài miệng nói ổn trọng, hành sự cũng là vô cùng chu toàn, nhưng nói không chừng sẽ làm một ít sự tình xúc động bất cứ lúc nào. Loại người như hắn mặc dù hiếm thấy, nhưng ta cũng đã gặp qua, chỉ chẳng qua tiền nhân cũng không đi cao đi nhanh bằng hắn mà thôi. Trường Thọ sư huynh muốn làm cái gì? Hữu Cầm Huyền Nhã ngâm khẽ vài tiếng, quay đầu nhìn về phía Linh Nga một bên, Linh Nga sư muội là rõ ràng nhất mới đúng. Ừm, Linh Nga nâng cằm lên suy nghĩ một hồi, nhỏ giọng thầm thì, ổn thỏa rời đi. Tránh đi hết thảy nhân quả, dù sao ta từ nhỏ là được sư huynh dạy dỗ như vậy. Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức trầm ngâm, đi hỏi một chút không phải liền biết. Trung Linh cười nói, những sinh linh các ngươi, vòng vòng vo vo, nói chuyện còn muốn thăm dò lẫn nhau, đã thân cận với nhau như vậy, còn có cái gì khó mà nói. Tiền bối, chuyện này thì khác. Ba thùng, Hùng Linh Lị nghiêm trang nói câu, ở trong trại chúng ta có một câu tổ huấn, gọi là lòng người cách thịt và da. Đừng coi ác nhân như huynh đệ, ngược lại cũng vậy, nếu như mỗi người đều thẳng thắn, ngay thẳng, cũng sẽ rất kỳ quái. A, à, Trung Linh lập tức cười đến híp cả mắt, bản chuông còn bị một phu nhân giáo dục. Hắc hắc hắc. Hùng Linh Lị ngượng ngùng cười, hai bím tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng đung đưa, thân hình sau khi dùng biến thân thuật thu nhỏ lại, làm nàng tựa như người vật vô hại. Long Cát cười nói, ta cũng có chút hiếu kỳ sư phụ đang làm gì. Sư phụ trước đây từng nói, thiên đình không nên trực tiếp nhúng tay sự tình phong thần đại kiếp. Cũng đã nói muốn mượn cơ hội phong thần đại kiếp, loại bỏ một số nguy hiểm tiềm ẩn trong thiên đình, chắc hẳn đều không phải chuyện dễ dàng gì. Sư phụ đã thật sự vất vả rất nhiều vì thiên đình. Linh Nga nói, sư huynh hẳn là có thể ứng phó được, coi như ứng phó không được, chúng ta cũng không giúp được hắn cái gì. Hữu Cầm Huyền Nhã lại nói, đây cũng không đúng, cho dù là liều mạng mới có thể giúp đỡ Trường Thọ sư huynh làm dịu một chút áp lực, đó cũng là sự tình chúng ta nên làm. Ai nha, được rồi, đều chuyên tâm một chút, có thể tôn trọng bài trước mặt các ngươi hay không? Trung Linh lầm bầm một tiếng, tại thời điểm đánh bài còn phân tâm, sư huynh này, Trường Thọ sư huynh kia, hừng, sinh linh các ngươi thật buồn nôn, bản chuông hôm nay phải thắng sạch linh thạch của các ngươi. Mấy vị tiên tử cười khẽ, Linh Hà cũng ném tới một chút ánh mắt áy náy đối với Hữu Cầm Huyền Nhã. Hữu Cầm Huyền Nhã khẽ lắc đầu, cúi đầu tiếp tục suy nghĩ sách lược đối bài kế tiếp. Ánh nắng buổi chiều xuyên thấu qua tầng tầng mây mù thiên đình, xuyên qua trọng trọng trận pháp Tiểu Quỳnh Phong, rất thần kỳ không có hao tổn gì, chiếu ra bóng cây, lắc lư xung quanh phòng bài bạc. Hoan Thanh Tiếu Ngữ trong đó, ngược lại là khiến cho vườn linh thú cách đó không xa có chút an tĩnh. Giờ phút này, Lý Trường Thọ lẳng lặng nằm trên ghế nằm phía trước đan phòng, quạt hương bổ trong tay không dung. Ấm trà đang cầm được đặt xuống, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, hơi thở vô cùng nhẹ nhàng, tiên thức bao phủ ở xung quanh Thái Bạch Cung. Đây là trạng thái bản thể của hắn lúc chuyển rời hơn phân nửa tâm thần, bản thể vẫn như cũ duy trì tính cảnh giác sung túc. Hắn đang muốn làm một kiện đại sự. Tại Trần Đường Quan, hậu viện đại trạch Lý Phủ chiếm diện tích rộng lớn, dễ thủ khó công, Vương Trường An đạo nhân giấy đặt làm riêng, gia đình cao cấp, đứng thẳng tắp. Đoàn sam trên người hắn phản chiếu một chút ánh sáng, sợi dây xích màu vàng quanh cổ bộc lộ thân phận hoàn toàn khác biệt của hắn ở trong quần thể gia đình trong phủ đệ này. Làm quyền thần bình thường thiên đình, đại thần phàm tục cũng thế, làm gia đình bên trong một cái trạch viện cũng vậy, đều là liên hệ với người, đều là làm công cho người, trên bản chất không có gì khác biệt. Đại khái, đây cũng là một chút tài mọn thông dụng của Lý Trường Thọ. Đưa tay, đốt ngón tay nhắm ngay vào hoa văn cửa gỗ linh mộc, gõ nhịp nhàng hai lần, sau đó đẩy ra cửa phòng khép hờ, nhấc chân trái bước vào trước, đối với bên trong. Ách, tên gia hỏa Lý Tĩnh này, không có việc gì bái hắn làm gì.
Các bạn vừa nghe xong tập 163 của bộ truyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.